Thấy con gái đi học về với tâm lý bất ổn, ông bố liền có phản ứng xứng đáng nhận điểm 10. Đôi khi có những ngày tồi tệ thay cho những ngày khác, thế nên khi thấy con gái đi học về có tâm sự, mẹ đã thủ thỉ với ba vài câu. Nghe con gái rượu có chuyện không vui trong lòng, bố đó không ngần ngại đến ôm ấp và vỗ về đứa con bé nhỏ trong lòng, sau đó thỏ thẻ hỏi thăm tình hình ở trường của con. Mặc dù sau đó bạn nhỏ đã ngượng ngùng lắc đầu nói rằng không có chuyện gì, nhưng thông qua ánh mắt của con, bố biết rằng cô công chúa nhỏ này đang gặp áp lực từ chuyện nào đó. Không từ bỏ mọi cơ hội, bố lại gõ cửa phòng và hỏi thăm tình hình của con để chắc chắn rằng con gái cưng của bố luôn ổn. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, bên cạnh những người cảm thấy hạnh phúc thì cũng có nhiều người cảm thấy chạnh lòng vì chưa bao giờ được người thân quan tâm như bạn gái trong đoạn clip trên, dù chỉ một lần. Dẫu biết rằng sự san sẻ yêu thương từ chính những người gần gũi nhất chính là những liều thuốc chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương. Những cái ôm, những lời thăm hỏi ân cần từ bố mẹ chính là nguồn động lực để bạn trẻ tiếp tục đương đầu với cuộc sống đầy cam go phía trước. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có những ông bố bà mẹ đủ tâm lý như ông bố trong đoạn clip trên. Một số bình luận được cộng đồng mạng chia sẻ lại. Ước được bố ôm một lần thôi cũng được. Cách nuôi dạy của cô chú là ước mơ của biết bao nhiêu bạn trẻ. Chưa bao giờ bố mình thể hiện như thế, nhưng mình biết bố thương mình lắm, nhưng không thể hiện ra thôi. Cha mẹ luôn là chỗ dựa yên tâm nhất. Mình ngày nào cũng hỏi chuyện con ở lớp chơi với bạn bè như thế nào, thành thói quen con sẽ không ngại gì nữa. Nhiều khi sự quan tâm và chiều chuộng ấy lại cứu con khỏi áp lực học tập, cuộc sống, con đường sai trái đó ạ, hạnh phúc biết bao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.